Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là thứ bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Sau khi chúng tôi đi công việc xuyên bang và xuyên bang có như gần một tuần và trở về nơi cái trú xứ của mình. Hôm nay là ngày cuối tuần, huynh đệ mình tiếp tục học về cái bộ kinh Địa Tạng. Và kỳ này coi như là kỳ thứ 83. Để chúng ta ráng một kỳ nữa thì chúng ta kết thúc. Và coi như là tôi đã bắt đầu có Phật tử về để mà thăm trong cái mùa ấm áp. Thì những Phật tử về thăm thì tôi cố gắng những ngày các Phật tử đến thăm đó thì tôi gói gọn cái tình của thầy trò ở trong nhà để mà tôi nói cho cái gần gũi thực tế đó mà. Để cho Phật tử thấy cái vẻ cho nó vui hơn, gần gũi hơn. Vì cái chúng ta hiện nay nó rất là căng thẳng nhiều mặt. Đã rằng tu hành mà để mình đạt tới cái chỗ vô sự thì thật sự nói thì nó dễ chứ mà không phải nó dễ đâu. Mà tình hình ngày nay thì các vị thấy rằng là về chiến tranh ở bên các cái nước khối của Liên Xô, tôi biết tôi nghĩ sao tôi nói vậy, có lộn thì các vị cứ hoan hỷ và bổ túc. Từ cái đó mà nó làm cho nó biến động cả thế giới. Biến động nhiều mặt, biến động từ kinh tế, chính trị và đời sống. Vì lý do đó mà dường như chúng ta đang trong những cái tâm trạng bất an. Một sự tiến bộ, một sự tiến hóa của con người ở đây nó mau chóng quá. Nên là nói gì nói chứ mình cũng bất an. Tại mình là những người Phật tử thì ai không mong rằng mình sống để cho nó có an lành, nó có hạnh phúc. Nói vậy thì ai cũng mong cho mình sống được an lành, được hạnh phúc. Một tình hình thế giới bất an thì mình làm sao mà gọi là vô sự được. Mình cũng phải có chút gì để ý, rồi nghĩ suy. Chứ đừng nói thôi ai làm sao làm, tôi đóng cửa tôi ngủ, nói dễ lắm, mà thật sự làm không phải dễ đâu. Vậy mà tôi có những cái niềm trăn trở, vui có, buồn lo có. Vui là tất cả những ai là quyến thuộc mà có duyên với tôi thì đều được có những cái may mắn hơn 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 nhiều người, đều có công việc làm ăn, đều có nhà cửa, đều có vợ con, đều có phước đức trí tuệ, nói chung là như vậy. Dù rằng mình nhìn lên mình không bằng ai, cho tất cả huynh đệ chúng ta mình đều may mắn hơn nhiều người. Đó là cái niềm vui, niềm tự hào của tôi và tự hào với mọi người. Thầy trò mình cũng còn có niềm may mắn đó. Cho nên gần như một lần tôi đi công việc, giờ là một lần tôi coi như đi để thăm, để từ giã. Vì vậy mình không biết là ngày mai rồi nó sẽ ra sao.
Tôi đi gặp ai đó đều luôn luôn có cái gửi lời từ nhà. Gửi lời từ nhà. Cho nên nhiều khi ngồi rồi cũng cũng tiếc nuối cho cuộc đời của chúng ta. Có những tháng ngày mình bận bịu với những cái chuyện gọi là không đâu. Thế rồi mình có những cái vui buồn, vinh nhục. Uổng quá. Nên là bây giờ mình thấy rằng cái hố sâu của bao nhiêu vấn đề phiền não, trị lạc, trói buộc, khổ đau đó là tham sân si. Từng 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 như vậy. Rồi mình cố gắng lấy cái giới định tuệ và để diệt trừ cái tham sân si đó. Mà nói giới định tuệ hay nó gom gom trở lại đó là mình trở về cái tâm Phật của chính mình. Nhưng khi mà mình có trở về được chút nào đó của tâm Phật chính mình thì mình tự có an lạc, tự có hạnh phúc, tự có bồ đề, tự có niết bàn. Còn nếu mà mình chỉ có nghe không mà mình không thực hành, mà mình ngồi đó mình trông chờ hy vọng một điều không có. Tới đạo Phật không chấp nhận cái điều mà ngồi đó mà trông chờ hy vọng vang sinh là cái điều không có, không bao giờ có. Nếu như tiền bạc của cải vật chất nó sẽ có với người nào siêng năng cần cù, chứ nó không thể có với người làm biếng làm nhác mà ngồi chờ sung rụng hay là thở chết, không bao giờ có. Thì nó hy hữu lắm, hy hữu bao nhiêu năm nó mới có chuyện hy hữu. Trong cái thực tại, cái trước mắt là vấn đề chúng ta phải cố gắng. Bản thân tôi cũng phải cố gắng. Vì tới cả ba đường là thì đường ấy nó đi. Trừ ra mình cùng cái hướng nào đó thì mình nó đi chung con đường. Chứ còn quý như cha với con, vợ với chồng mà tới con đường của sinh tử thì mạnh ai nó đi chứ không ai chàng trải được chạy hết. Bữa nay mình học và còn lại là 18 cái điều gọi là hậu trì. 18 điều. Bởi vì đó là người nào mà cái thiện nam và thiện nữ nào mà thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe kinh này, đọc tụng hương hoa, đồ ăn uống y phục châu báu mà có thấy cúng dường chiêm lễ thì sẽ được 28 điều lợi. Bây giờ đọc sẽ 18 điều lợi nữa. Bị 10 điều lợi mình học qua rồi, giờ 18 điều lợi nữa. Là 11 là thân nữ chuyển thành thân nam. 12 là làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13 là tướng mạo đoan chánh tốt đẹp. Bây giờ mình lập ba cái điều này trước. Điều mà muốn chuyển thân nữ thành thân nam thì người đó phải quyết tâm lĩnh lễ tận tụy cúc cung ngày đêm tha thiết đáng tháng cũng dường thì tụng Bồ Tát tên là Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, tên hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì mình sẽ chuyển được thành thành thân nam. Có những cái này là cái gì nó thôi trời, thầy nói chi xa xôi, có tiền đi Thái Lan mẫu gấp làm chứ không phải đâu. Mấy cái đó ngày nay là hỏi cái đồng tiền, còn cái coi đạo Phật đặc biệt á, đặc biệt hơn á. Bởi vì đại đa số thì người phụ nữ, người giá xưa, người đàn bà mà hồi xưa thì sao, người khổ rất nhiều, phụ sướng phụ tùy, một ngày đập đầu bao nhiêu con cá, làm vải biết bao nhiêu con tôm con tép, làm trong một chốc để nuôi con nuôi gia đình, sanh đẻ chịu trăm bề khổ sở.
Ở xã xưa phong kiến trọng nam khinh nữ, vì vậy mà người nữ thấy thấy ngao ngán. Nhưng mà thực chất thì nếu mà nói cho cùng, suy cho tận á, thì nếu chúng ta may mắn sống được cái thời này á, thì thật sự thân nào cũng tốt, con nào cũng tốt. Nhưng tại vì mình bất hạnh, mình sinh thời đó, cái duyên khởi, cái nguyên do của sách cái thời đó, vì vậy cho nên hỏi nó là thời nào cũng tốt. Còn bây giờ mình sanh thời này nó có một cái pháp quyền, nó có một cái quyền bình đẳng mà mình may mắn thật sự là may mắn được chỗ đó. Rồi bây giờ mình có quyền bình đẳng như vậy đó, thì bây giờ mình là nữ, gọi là anh thư, thì mình phải nhớ địa tạng để cho Bồ Tát giúp cho ta có được những cái tùy tâm tội ý. Rồi 12 là làm con gái các hàng vương giả đại thần. Thường á, người nữ nó đi liền nhau, chỗ là người nữ thì không có nóng tánh như người nam. Đồng thời cái lời nói nó còn rất tế nhị nữa, hòa nhã, dịu dàng. Vì vậy mà ngày hôm nay á, tôi nhắc nhở nó để cho đại chúng nhớ những cái điều hay của mình, nó đẹp của mình, là mình dịu dàng, mình thùy miệng, mình đoan trang. Thì như vậy mình sẽ cái phước là sanh vào là con gái các hàng vương giả đại thần. Rồi còn như vậy mà có những người nữ họ phát nguyện, họ mang cái thân nữ hết kiếp này tới kiếp khác. Họ nghĩ rằng không cần phải phải đem cái thân này mà sanh đến nhà tầm thường đâu, vì để đó mà họ sinh vào có cái hàng gọi là vua chúa là có cái ảnh hưởng nhiều người, khiến cho nhiều người sanh cái tính tâm dốc lòng vào tu hành. Thì định rằng ở đây đó thuộc về nhị thừa hay là tiểu thừa, bởi quyền lực và tái sanh. 13 là tướng mạo tốt đẹp, đoan chánh. Cái điều thứ 13 là thấy có người nữ rồi. Chẳng có khuyết điểm. Người nữ chúng ta mũi thì mũi lăn hả? Mũi lăn gì? Mũi lăn còn có khi là mũi thẳng đứng. Bình thường mũi mà thẳng đứng á, người ta quý hơn cái mũi lăn. Tôi nói về văn hóa đó mà. Có người thật sự ra thì nhìn chất diện của họ đó, không phải là mình chê, nhưng mình nhìn chất diện của họ, có nhiều người tội đó, mắt họ không đủ con mắt, sinh ra đời chỉ có một mắt thôi mà cũng phải ráng nặng cái con của đây mà cho nó chết đi và gắn con mắt khác. Tai không phải tai, mắt không phải mắt. Mà có nhiều người cái khuôn mặt họ khuôn mặt tam giác, có người khuôn mặt chữ điền, có người khuôn mặt tam giác. Có người thì cái tai nó dài thòn. Bây giờ cuộc đời này không ai giống ai, vì do nghiệp lực của chúng sanh tạo không ai giống ai. Nhưng mà tâm lý chúng sanh thì họ chơi ở cao, họ chơi khổng, thấp họ chơi lùn, ốm thì chơi lồi xương sống xương sườn, giàu thì cho rằng là ăn mặc ăn ăn ngủ như heo, mập đủ thứ, chuyện gì giờ cũng có thể nói được hết. Như tôi vậy chứ nhiều người nói em nửa đóng hòm thầy chắc cực lắm. Các vị nhớ cái ho nó vẫn còn nha.
Nên ý đó là cái người dị dạng. Có người gọi là ngô không ra ngô, mà khoai không ra khoai. Có người không ra con người, có người thì quỷ không ra quỷ, khỉ cũng chẳng giống khỉ. Theo cái tiến hóa luận đó, thì con người là loài khỉ đã tiến hóa thành, ai cũng nghe nghe câu chuyện đó. Thế thì người nữ chúng ta phải càng đoan chánh, là càng trang nghiêm, là càng hiền thục nè. Nếu mà ngũ quan đoan chánh thì vừa gặp Phật là ta liền thấy có thiện tâm, vừa gặp duyên ngay thì cũng như ngũ quan không được đoan chánh. Còn ngũ quan được đoan chánh thì e rằng người ta vừa trông thấy mình thì như gặp phải quỷ bổ dạ xoa, cuốn cuồng kẻ mắt. Mười bốn là được sanh lên cõi trời, 15 là có thể là có bậc đế vương. Tôi xin lướt qua. 16 là biết rõ việc đời trước. 17 là mong cầu điều gì cũng được tội ý. 18 là quyến thuộc được vui vẻ. Đó là 28 điều lợi ích. Một khuyên cái người thiện tính chúng ta nên mà tu hành để tạo Bồ Tát. Rồi sau 28 điều lệnh đó đó, thì Đức Phật có nhấn mạnh thêm nữa đó, là 7 cái điều lợi. Một là mau vượt thánh địa, hai là ác nghiệp được tiêu trừ, ba là chư Phật đã ủng hộ, bốn là Bồ đề không thối thắt, năm là bảy là rốt ráo thành Phật. Thì các huynh đệ nên nhớ rằng là phàm ở đời do nhân quả mà. Nhân quả của mình nó chạy theo như bóng với hình. Ví dụ như cái 19 đó là ở trong này, cái 19 điều lợi ích nữa đó là thứ 19 là các quạnh sự đều dứt sạch. Nãy tôi xin lỗi, tôi bước qua 18 và tới 19. Tự nhiên là tôi nhớ hôm trước giảng 10, nay 18 đến 28 đủ rồi. Thì xin thưa là 18 và tới 19. Đó là các quạnh sự đều dứt sạch. Quản sự là gì? Quản sự là những cái tai nạn, những cái rủi ro, những cái việc mà nó không vừa lòng, không thích ý mà nó đến. Nó đến đột biến, nó đến thình lình, như vậy gọi là quản sự. Từ cái quản sự nó có hai cái chia ra làm hai, đó là quản tử và quản sanh. Quản tử là mình chết một cách đột ngột, rủi ro bất ngờ, như bị lật thuyền, bị rơi máy bay, bị xe đụng, bị uống thuốc độc. Nó suối mình, nó hút mình như vậy đó, thì gọi đó là hoạn tử. Còn hoạn sanh, hoạn sự, hoạn sanh là cũng có những cái việc mà nó tới ta, nó làm cho ta vui mà ta không nghĩ ra tới. Nó quạnh sanh quạnh tử, gọi là quạnh sự. Điều thứ 20 là các ác nghiệp đều trừ hẳn. Nghiệp ở đây là nghiệp đạo hay là thập thiện đạo nghiệp. Và trước mắt là mình phải xa rời địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các gì đó là ba đường ác. Như vậy là trừ quẩn nghiệp ra tôi có đó rồi, thì các nghiệp đạo đều tiêu trừ hết, không còn cái nghiệp tội, không còn sợ quỷ đỏ ba đứa ác.
20 là các hiệp đạo đều được trừ hẳn, như tôi đã nói, điều 21 là đi đến đâu cũng được đến nơi. Và chúng ta đi trên con đường thuận lợi, thông suốt và may mắn, sẽ có người chia sẻ ta. Có con đường dài này nè mà mình gặp bao nhiêu người chia sẻ, còn có người hỏi được cái không ai chia sẻ, cũng là cái phước của mình đó. 21 là muốn 21 là đi đâu cũng có nó cũng tới nơi cả. Mình quyết chí cái gì thì cũng có thể làm nên. 22 là đêm nằm mộng được an ổn vui vẻ. Có những người nằm mộng thấy sợ lắm. Nằm mộng thấy ma, thấy quỷ, thấy thì kia rõ sợ lắm. Thật sự mình không đáng sợ đâu. À, mình sợ cái lương tâm mình nè. Nó có nhiễm nó nhập hay không, nên mình đặt là hỏi chứ là kim kim thanh phú quý thị hà nhân. Có nhiều người đời nay giàu quá ở cái họ là cái gì, tiền sanh trai tăng tới hình nhân. Mình nói là đã là do cái tiền căn kiếp trước cô có trai tăng, cô có cúng dường, cô có bố thí giúp người nghèo, là tiền nhân khai căn trai tăng tới cùng nhân. Kim sanh bần tiện hà thị nhân, thị hà nhân. Nếu đời nay mà tôi bần tiện, tôi keo kiệt, tôi ích kỷ thì tiền sanh bất khẳng tới bần nhân. Thì cái đời sau mình đầu thai lên á thì mình cũng bần tiện, tại vì mình không có giúp cho người nghèo. Cái cõi đời này vì sao quý vị phải gánh chịu nhiều cái nghèo hèn túng thiếu, nghèo đến nỗi không có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Đó là hình ảnh trong đời trước chúng ta quá keo kiệt bủn xỉn, chẳng không ưa mà không bố thí. Cái đời nay phải chịu gì, nghĩ cuộc đời nhiều khi ngồi thấy cái dòng nhân quả đó, nó báo ứng tức thời của gì ơi. Nhưng mà tại sao mình không sợ? Tôi bây giờ tôi sợ lắm, tôi thấy ghê lắm. Cho nên ngày nào mà tôi không nghĩ điều lành, tôi không nói điều lành, tôi không làm được hành động lành, ngày đó tôi lo sợ lắm. Tôi sợ cái quạnh sự. Quạnh sự mà nó chết tới thình lình, rồi nó vô minh, nó bất giác thôi, trạch một cái đường rầy thôi là mình đỏ đài. Cái là mình đâu có được cái căn tánh đâu thông minh lanh lợi. Mà căn tánh không thông minh lanh lợi á gọi là u ám á, ngu đần á, thì coi như là mình khổ lắm. Thông minh quá thì bị thông minh hại, mà ngu đần quá thì cũng không được. Cho nên bây giờ làm sao mà mình sống cho ra kiếp người, vấn đề mình sống cho ra kiếp người. Trong khi ngồi nghĩ á, mình sống có lúc mình sống con nhiều hơn người. Mình biết mặc đẹp, mình biết ăn sang, mình biết ăn ngon, mình biết trang điểm, mà mình không có lòng người. Uổng quá. Thế nên làm sao mình được nhanh, tinh tường, nhạy bén, thông minh, trí tuệ, mẫn tiệp, thì mình sẽ đón rước bao nhiêu người để mình giáo hóa. Dù là các gì ngoài đời, các gì cũng có thể giáo hóa được. Mình làm những điều đó, mình phải trả ơn hiền thánh.
mình được thông minh lên lại đó, đi liền với cái gọi là giàu lòng từ mẫn á, mọi người có tâm lượng của bậc hiền thánh, bậc Bồ Tát á, thì sẽ mang lại sự an vui giải thoát cho bao nhiêu người thống khổ, trong đó có mình. Cho nên tôi nhiều khi tôi cũng hối lỗi là tôi chửi lung tung vậy đó. Nhưng mà thật chất tôi không có cái ý mà coi như là thù tạc cái người, mà vì cái đạo mình phải nói giữa đất trời, nói bung lên hư vô này, ai có duyên thì nghe chứ không ai nghe. Mình nhắc nhở cái đạo lý, đạo đức, đạo làm người, rồi đạo làm một tu sĩ, là mục đích đến là để thành Phật mà, cho nên rốt ráo nó thành Phật, rốt ráo tương lai này sẽ thành Phật. Đó là 28 cái điều lợi, rồi lại gom lại đó thì có 7 điều lợi, đó là như tôi nói là 7 điều lợi, thì chắc là ráng thứ ba kỳ nữa là hết kinh Địa Tạng. Tại vì tôi mới đi về cho nên rồi khí hậu nó cũng còn thay đổi, nó cũng còn ho và khàn tiếng, nó hại hậu á. Tại vì khi lên đàm mà tôi còn trở qua trở lại, tôi còn ẻo ẻo luôn, tôi còn bây giờ giảng vậy, giờ nó lên đàm là chịu thua thôi. Tới đây nghỉ ráng ngày thứ ba học kỳ nữa là mình coi như chấm dứt kinh Địa Tạng ha. Cảm ơn các chị đã nghe. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.